Quảng Bình phát hiện một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2. Sáng nay ngày 22 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh cho biết vừa nhận được báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh. Đó là trường hợp chị NTHI sinh năm 1998 ở tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Theo kết quả điều tra dịch tễ, chị Y là lao động tại Nhật Bản về Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2021, được cách ly tập trung tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 1 tháng 5 nên được chuyển điều trị tại Bệnh viện Phổi, Quảng Ninh. Bệnh viện số 2, sau thời gian điều trị, đến ngày 16 tháng 5, chị Y được ra viện sau vài lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và được xe chuyên dụng của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh trở về bàn giao cách ly tại nhà ở tổ dân phố 2, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 21 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình xét nghiệm giám sát theo quy định bằng phương pháp Real-Time RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 bác sĩ Nguyễn Đức Cường, giám đốc Sở Y tế, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, căn cứ quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus corona mới SARS-CoV-2 đối với những trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp pre-time RT-PCR tái dương tính trong thời gian theo dõi sau xuất viện. Bệnh nhân cần được tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và làm thêm một lần xét nghiệm vào ngày thứ bảy. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh giao Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Đồng Hới và Ủy ban nhân dân phường Đồng Sơn thực hiện nghiêm việc cách ly theo dõi tại nhà đối với trường hợp này cùng với những người liên quan. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 sẽ được thực hiện theo đúng phương án bầu cử đối với người cách ly tại nhà.